Hầu hết những trò chơi này đều dành cho những người mà thích cảm giác mạnh đó bà con. Nếu mà ai mà cảm thấy thích cảm giác mạnh thì lên trên đường này để chơi rất là thú vị. Và hiện nay những trò chơi này cũng đang được bên Việt Nam cũng đang được sử dụng rất là nhiều. Còn ở bên Úc này thì cũng sử dụng giống như ở bên Mỹ. Hầu hết những trò chơi này đều rất là an toàn và đôi khi có một vài trường hợp trục trặc kỹ thuật đã cũng xảy ra, cũng như để người ta rút nhiều cái kinh nghiệm đó bà con, nhưng mà hầu hết là an toàn. Những trò chơi này thì cũng dành cho những người yếu tim đó bà con. Thông thường thì cha mẹ mang con cái tới đây để cho mấy đứa nhỏ nó vui chơi trong những ngày nghỉ, còn cha mẹ thì ít khi mà tham gia bởi vì cái này nó cũng dành cho người lớn, nhưng mà những người mà không thích cảm giác mạnh thì họ có thể đứng để chờ con cái họ khi mà chơi đùa xong thì sẽ tiếp tục đi những cái trò chơi khác. Xe nửa giá lên trong tối mới không xe gì. Có thể tiền hôm nay Yeah.
nếu mà mua cái đó tạp là họ thử coi. Tôi cái giá như vậy, giá nó khác nhau nhiều. Nên ào ào được 7 ngày để bây giờ lại xuống. Chúng ta không? Không. Đang sang đến 17 thì... Chị nói qua Tết rồi, ok rồi.